Chào toàn thể các anh em làm thợ đánh chim đêm nhá. Đấy, hiện tại thì mấy anh em đang đi gỡ chim rẽ run này. Chim thì chiều tối hôm qua đi khá nhiều đấy anh em. Đấy, nhưng sáng nay thì thấy thưa. Sáng nay thấy trên lưới có vài con. Chắc được gần chục con anh em. Kia chỗ góc dưới kia được 1-2 con này. Lưới chịu. Đây đợt này bác nào mà cần nguyên một bộ đồ đánh rẽ thì tham khảo nhé. Em để số điện thoại góc màn hình video. Các bác điện đến thì em lên đơn gửi cho các bác. Còn, bây giờ thì quay qua để các bác ở góc kia được một con này. Đây được một này. Đi xuống dưới đây gỡ chưa? Kia được một con nữa. Đuối lắm, hôm nay đuối. Đây bàn đây anh em này. Một, hai, ba, bốn. Dưới kia có con gì nó chả xoắn nát ghê đây. Chắc là rẽ. Con này có phải rẽ run không? Nhìn như rơi. Kia là lưới nó mắc vào sao? Chết bố rồi. À vẫn sống. Kìa quấn quấn xoắn xoắn kìa, dễ được kìa anh Hùng kìa. Dưới con bướm này. Dưới chỗ con bướm này. Ừ. Nay không ăn thua rồi anh em. Nhìn thấy lưới nó vọng vọng thì xuống em thế nào. Mặc có sao. Thời tiết hôm nay nắng rồi anh em. Nắng rồi là cái hiện tượng chim nó đi nó sẽ không còn nhiều. Có thể mưa thôi. Đấy, xoắn xoắn cuối cùng chắc mắc. Chắc mắc đây. Nắng ác luôn. Không phải được mỗi ba con. Tưởng được gần chục. Không có gì mắc cỏ. Chán nhỉ. Vừa xuống tận nơi rồi. Hùng gỡ con đấy chắc giờ tầm khoảng độ tầm 9 giờ. Không ăn thua. Chiều tối hôm qua đi nhiều ghê. Hôm nay vỡ, cuối cùng không vỡ nhỉ. Nhưng mà nó không vỡ, mình vỡ thật. Lại phải chờ đến chiều tối đây xem tình hình nào anh ạ. Ma thích. Lại tuốt cổ. Gỡ rất lười. Gỡ từng mắt nó ra một. Đấy, toàn cảnh bàn đây. Bàn này nếu hôm nay nắng là phạt anh ạ. Phạt cỏ cho nó sạch tí nữa. Chim nó về mạnh. Bắt những cái loạt vẽ đầu. Trên bờ ao kia được có con nữa. Đây, tổng được chiều hôm qua được 12 con. Hôm nay được 3 con nữa là 15. Bằng sĩ số của hôm kia. Ok anh em nhé. Bác nào xem được video thì cần một bộ đồ đánh rẽ thì liên hệ nhé.